hòa chung không khí thi đua báo công dâng Bác nhân dịp kỷ niệm 135 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 5 năm 1890, ngày 19 tháng 5 năm 2024, ngày 21 tháng 5, Hội Khuyến học Hà Nội đã tổ chức hội nghị chuyên đề về công tác thông tin tuyên truyền và đánh giá các tác phẩm tuyên truyền hay về khuyến học khuyến tài xây dựng xã hội học tập năm 2024. Tham dự hội nghị có ông Lê Mạnh Hùng, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam, ông Nguyễn Tiến Dũng, Trưởng ban Thông tin Tuyên truyền Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam, cùng lãnh đạo các ban ngành đoàn thể thành phố Hà Nội. Phát biểu tại hội nghị, bà Nguyễn Thị Ngọc Minh, Chủ tịch Hội Khuyến học Hà Nội nhấn mạnh, nhận thức rõ tầm quan trọng về công tác thông tin tuyên truyền. Hàng năm, thực hiện sự chỉ đạo của Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam, của Thành ủy, Ủy ban Nhân dân thành phố và chương trình công tác năm của Hội Khuyến học Hà Nội, ngay từ đầu năm, Thành hội đã xây dựng và ban hành kế hoạch công tác thông tin tuyên truyền, tổ chức triển khai, hướng dẫn cụ thể các tổ chức thành viên. Trên cơ sở đó, Hội Khuyến học các cấp sẽ triển khai, tổ chức thực hiện các hoạt động phù hợp với điều kiện khả năng thực tế của các địa phương, đơn vị. Qua đó nâng cao nhận thức của người dân về vai trò, tầm quan trọng của tự học, học tập suốt đời, đáp ứng yêu cầu của thời kỳ chuyển đổi số với mỗi cá nhân, gia đình, một trong những yếu tố quyết định đến việc xây dựng xã hội, cuộc sống văn minh, hiện đại và phát triển. Nội dung tập trung vào công tác tuyên truyền nhân dịp kỷ niệm các sự kiện trọng đại, các ngày lễ lớn của thủ đô và đất nước gắn liền với chủ đề khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Công tác thông tin tuyên truyền, vận động quần chúng đã được các cấp hội tổ chức, triển khai thực hiện bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú để tuyên truyền sâu rộng, lan tỏa đến hội viên và quần chúng nhân dân với nội dung tuyên truyền cụ thể, có trọng tâm, trọng điểm, sát với tình hình thực tế, phù hợp với từng đối tượng. Các cấp hội khuyến học thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền thường xuyên, kiên trì, bền bỉ, diễn ra từ thành phố đến các quận, huyện, thị xã, đến các xã, phường, thị trấn, thôn, bản, khu dân cư, tổ dân phố, thông qua các buổi tổ chức hội nghị tập huấn, hội thảo, tọa đàm, sơ kết, tổng kết. Cuối năm 2023, Hội Khuyến học Hà Nội đã xây dựng và ban hành kế hoạch số 123/KH-KHHN ngày 23 tháng 12 năm 2023 về tổ chức hội nghị gặp mặt cán bộ khuyến học có tác phẩm tuyên truyền hay về khuyến học khuyến tài xây dựng xã hội học tập năm 2024 tới các cấp hội khuyến học trên địa bàn thành phố Hà Nội nhằm đẩy mạnh và đổi mới công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức trách nhiệm của toàn xã hội về công tác khuyến học khuyến tài xây dựng xã hội học tập. Qua 4 tháng triển khai, đến hết tháng 4 năm 2024 đã có 79 tác phẩm được chọn lọc, đánh giá, trong đó có 24 tác phẩm bài viết, 21 tác phẩm thơ, 5 tiểu phẩm, 9 ca khúc, 7 tranh vẽ và 13 tác phẩm ảnh chụp. Sau thời gian nghiêm túc đánh giá và công bằng, khách quan, ban đánh giá đã chọn ra 12 tác phẩm đạt giải A, chiếm 15,19%, 35 tác phẩm đạt giải B, chiếm tỷ lệ 44,3%, 29 tác phẩm đạt giải C, chiếm 36,71%. Hội Khuyến học thành phố Hà Nội đã biểu dương khen thưởng 3 tổ chức thành viên đã tích cực tham gia đầy đủ các thể loại tác phẩm tuyên truyền hay về khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập năm 2024 và đạt thành tích cao, đó là Hội Khuyến học quận Thanh Xuân đạt 3 giải A, 3 giải B, quận Tây Hồ đạt 2 giải A, 1 giải B, 3 giải C và quận Đống Đa đạt 5 giải B. Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam Lê Mạnh Hùng đánh giá cao hoạt động của Hội Khuyến học Hà Nội đã chú trọng chỉ đạo nhân rộng các mô hình công dân học tập, dòng họ học tập, đơn vị học tập và biểu dương những gương điển hình nhân tố mới. Công tác thông tin tuyên truyền thiết thực của Hội Khuyến học Hà Nội đã góp phần cổ vũ, động viên, khích lệ gia đình, dòng họ, cơ quan, đơn vị, các trường đại học cao đẳng nhận thức đầy đủ hơn về tự học, học tập suốt đời, từ đó thúc đẩy công tác khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập ngày một hiệu quả. Nhiều tác phẩm tuyên truyền có tính lay động. Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam kỳ vọng các cấp ủy, chính quyền thành phố Hà Nội sẽ tiếp tục quan tâm sâu sát đến công tác khuyến học khuyến tài. Hội nghị gặp mặt cán bộ khuyến học có tác phẩm tuyên truyền hay năm 2024 nhằm tôn vinh cán bộ, hội viên khuyến học đang làm việc tích cực, hiệu quả, là một sân chơi lành mạnh, bổ ích để cán bộ, hội viên khuyến học, các cấp tham gia, tạo nên sự đoàn kết, gắn bó giữa các hội viên với tổ chức hội. Từ đó giúp cho mọi người hiểu hơn về tổ chức hội, tích cực tham gia các phong trào của hội, thực hiện tốt phong trào cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023-2030 do Thủ tướng Chính phủ phát động.